Muốn đá lại, muốn đá cuối cùng là phải sang mạnh vào. Nghe rào nào.
dài nó chết rồi, chết rồi. Khá 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 khá. Ôi giời. Ra rồi, điên rồi, điên rồi. Không có đoạn gì đâu, bình thường thôi. Nghe là chân rừng vấn lắm. Chưa có đoạn gì. Cứ bình tĩnh thôi. Đấy. Ba đó, ba đó. Kinh thằng 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 kề xú đáng đấy. Bên thanh một bộ lắm. Bên, bên thanh niệm của nó sút kinh thật đấy. Sút của nó sút căng đấy. Kìa chết rồi, mình nhanh nhanh nhanh. Nhanh. Ôi thì chết rồi, chết rồi, chết rồi. Kìa, kìa, kìa. Thôi được rồi, đá lên. Báo là toàn nhà mà không có mình. Là bóng là ra số nó có nhiều chân này. Thằng này rút được là nó chỉ có cho bên anh viện nó từ thằng số 14 rồi mà. À thằng 14 nó phát điên này này. Kìa kìa, nhanh mình phải tránh cái đầu này. Rút. Trời ơi, có đỉnh tay. Tay rồi. Đấy là chút thôi. À nó đẩy này, nó chỉ có đẩy nó rút thôi mà. Thế thôi mà. Úi giời. Cái thằng số 14 con ác này, mày chặn thằng số 14 này. Đi con thì cũng kiêm tha nhỉ, cái thằng số 14. Chưa có cái gì. Không cho nó rút. Cứ dừng bóng. Chưa thôi nhé, mình chưa được bóng nhé. Để xảo ra đứng kia là đúng rồi. Chú ra này, nó rút kinh thật cái thằng số 14. Cái thằng số 14 nó rút tăng nhé các bạn. Lên. Lại số 14 là cầm bóng giờ. Nghe chừng là sân mình nó đang dồn đây này. Sân nó đông rồi. Tiến à. Yeah.
10 kia làm sao bằng cái thằng số 10 thôn 5 mình được cho nó vào đá. Đá có bóng đi không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cái thằng thú mông kia nó như cái thằng người đi kiết rồi. Ông ấy bắt chút nhờ chút nhạc ra. Thú mông nhìn nó mặt tái mất đi rồi. Mình gọi nó cũng không nghe mình. Cố lên. Tứ chờ đủ hạn 3 thằng bạn chứ. Yeah.
là ông nó còn hơi nó còn rút nó còn chanh kia ông kia nó không chanh kia cứ đứng thì chết rồi thật sao đi điểm mà Bố đi!
nào. Con Hưng nó nhanh. Không chẳng ai.
Đánh ra cố lên. Phân cứ kèm thế làm gì? Gọi lại được góc rồi. Một kèm một đi. Gọi Phân tập trung vào đây thôi. Gọi Phân tập trung vào đây thôi, không bị cái gì đâu. Bắt quả đấy còn được. Hoa đi đẹp. Hoa đi đẹp. À.
hai thì còn chuyện. 2-1. Biên ở trên đây không để bóng. Thank you.
ông số 14 đâu rồi kìa. Vừa hai ông áo đỏ đập nhau. Hai ông số vào nhau. Giờ nó đang thắng này. Chẳng qua để nó xô nhau nó kiểu gì nữa. Giờ bà đấy. Yeah.
Mấy nó đá